Xin chào bác, quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp 9XX4, một mẫu xe đạp địa hình đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Italy, thương hiệu 9X. Cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe ở thị trường Việt Nam. Chiếc xe cho ra đời những chiếc xe cấu hình cao giá rẻ. Thương hiệu 9X khung nhôm, lớp sơn nguyên bản, xe nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Của full Shimano Asia. Shimano Asia bánh 26 inch. Nhôm 6061, nên sử dụng trên xe nào cũng có 6061. Các bác có thể tra thêm thông tin về Google, em cũng đã nói rất nhiều về cái nhôm này rồi. Có thể tra thông tin trên Google, một cái loại nhôm mà rất là cứng và chịu được cái đường cái cường độ cao. Phần bi lông của chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Shimano Asia bên 9 tầng 9 service, và bên này là 3 đường với 9 lít và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ xe khác nhau. Phanh dầu Techo và có khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Xe được trang bị bộ giảm sóc đuôi của Valitour, một cái thương hiệu phụ tùng xe đạp cũng rất là nổi tiếng. Và chiếc xe 9X này lắp cái Valitour này là zin nguyên bản các bác nhé, zin của nó là giảm sóc này, bánh 26 inch. Làm sao vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống, thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46cm, 45cm. Rồi khóa cọc yên từ tâm phủ phốt là 55cm. Xe sẽ bỏ các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m75. Thì phù hợp. Chạy 9 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Rất là mượt mà. Chiếc xe đang bán với em mức giá chỉ có là 8,2 triệu. Còn một chiếc xe 9X thương hiệu Ý, cấu hình cao, năng lực bổ sóc đuôi không nhôm, 8,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết trần và bảo hành 5 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975993. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình nhấn cái nút chuông để những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.